6 thực phẩm cần tránh đối với những người mà bị cường giáp. Cường giáp là một trong những bệnh lý mà hormone tuyến giáp của chúng ta tăng lên. Nó sẽ ảnh hưởng đến các quá trình chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta, làm cho tim của chúng ta đập nhanh hơn, cung lượng tim nó nhiều hơn và có thể là dẫn đến tình trạng là huyết áp tăng lên. Việc điều trị chính của cường giáp là chúng ta là sử dụng thuốc. Tuy nhiên bên cạnh việc sử dụng thuốc, chúng ta cũng phải cần có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào để chúng ta sẽ hỗ trợ các phương pháp điều trị. 6 thực phẩm sau đây đối với những người cường giáp nên tránh. Nguyên liệu chính để sản xuất ra các hormone tuyến giáp là iốt. Chính vì thế mà đối với những người bị cường giáp, chúng ta sẽ hạn chế những thực phẩm nào có chứa nồng độ iốt cao. Đầu tiên là tảo biển, kể cả là